Trong buổi chiều ngày 11 tháng 9, thành phố Hưng Yên đã huy động các lực lượng, đặc biệt là công an, quân đội về hỗ trợ người dân hai xã Phú Hùng Cường di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Đã có khoảng 5.000 người dân hai xã Phú Cường, Hùng Cường, chủ yếu là người già, trẻ em, người tàn tật, phụ nữ có thai, được các lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển khỏi vùng có nguy cơ úng ngập. Ngoài lực lượng công an, quân đội và các ban ngành của thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã hỗ trợ hàng trăm chiến sĩ và nhiều xuồng để kịp thời di rời người dân thành phố bố trí nơi tránh trú cho bà con tại các trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, Cao đẳng Cộng đồng và Trường Đại học Chu Văn An. Như vậy, hiện toàn thành phố đã thực hiện di rời trên 5.200 người dân ở các phường xã gồm Phú Cường, Hùng Cường, Lam Sơn, Tân Hưng, Hiến Nam và Bảo Khê.